sao Sài Gòn là một cái nhà hàng sushi mà có trên 400 cái review 5 star, cho nên là rất là đặc biệt. Rồi mình đâu như ăn đi vòng vòng chơi hay check những cái nhà hàng trên mạng đó, cái chỗ nào mà có cái review thì mình sẽ rất là dùng. À, cái nhà hàng này nó tên là Moon King Sushi and Table. Tí nữa mình sẽ dẫn mọi người tham quan chút xíu và xem cái món ăn ở đây như thế nào nha. Đây là khung cảnh bên trong nè, khá là thư giãn ha. Nên thích cái cách trang trí những cái màu, cái tông màu của nó nè, màu nâu nâu nhìn rất là hiện đại và sang trọng ha. Rồi những cái cây gỗ nhìn rất là thư giãn. Và đây là cái menu. Menu thì nhìn cũng khá là đơn giản thôi, có súp, có salad, có món chay nè, rồi có seafood, có thịt, có cơm và mì, có sashimi nữa nè. Đó, thực đơn khá là dài. Rồi có signature sushi and roll, hand roll sushi and roll thì nó gọi là cái fancy Seattle roll nè. Thường thì mình tới mình dùng cái món đặc biệt nhất của trong quán mình dùng ha. Ok, let's see, chờ mọi người chờ xem họ đem mức thức ăn ra như thế nào, xem có hấp dẫn không nha. Và đây là món đầu tiên, có gọi cái món calamari nhưng mà nó không có, nên nói cái món này là món tương tự. Để mình xem thì có ngon không nha. Khẩu đựng nước tương cũng khá là dễ thương nè, mình đang 300 nha. Để mình ăn cái Seattle Fancy Roll. Trong này có xay mình nè, có bơ nè, có hành nè, có trứng tôm nè. Rất là tươi và rất là ngon. Cái vị nó rất là thơm và đặc biệt. Đúng là 5 star. Rất là tươi, rất là ngon so với những chỗ khác, nó rất là đặc biệt. Còn đây là món spider roll nha. Nó không có spider roll mà nó làm rất là giống, ở trong này là có nửa con cua luôn nè, rất là hấp dẫn. Roll. Rất là hấp dẫn ha. Đây là Moon and Tree Roll. Rất là hấp dẫn nha, có hành, có cá xay mịn. Nói chung là có nhiều loại, không biết cái gì đây. Ok, còn bây giờ là Ngân sẽ ăn món udon nha. Cái súp ở đây thì Ngân thử có ngon không ha. Rất là thơm, rất là ngon. Không có mặn quá, lại cũng không có ngọt quá. Có chả cá nè, cá viên phi, cá viên nữa nè. Có rất là nhiều loại chả cá. Không có sợ mập. Có rau nữa. Nói chung là udon ở đây rất là đặc biệt, rất là ngon. Giống như gọi một cái tô hủ tiếu. Ok, xin cảm. Và đây là món tráng miệng. Món này là món gì Suka? Fried ice cream. Cái này là món kem chiên nè, với lại cái sốt berry. Sư ra thử cho mẹ coi có ngon không. Rất là no size, rất là ngon. Nói chung là ăn ở đây rất là ngon. Chỉ có cái món Moon and Tree Roll đó là nó
nó rất là nhiều và hầu như là những cái món sống thôi, cho nên cả gia đình trong bay ăn chỉ có một mình ăn cái món đó, cho nên là nó hơi bị no và ngán. Mọi người nếu mà ăn món đó thì mình nên gọi số và đi chung với những người có thể ăn đồ sống ha. Cái món khai vị, cái món tráng miệng ở đây, cái món kem chiên cực kỳ ngon luôn, giới thiệu với tất cả mọi người. Nói chung là nhà hàng này 400 mấy cái review 5 star rất là chính xác, và nó cũng muốn review 5 star. Mọi người nhớ ghé ăn nha.